Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 1 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều các em nhé. Chúng ta cùng với thầy đến với bài tập hàng ngày 27 phép trừ trong phạm vi 6 tiếp theo, tiết 1. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Điền số tích hợp 6 trừ 2 bằng mấy nhỉ? Ở đây chúng ta có thể quan sát ở trên bức tranh này, chúng ta đang thấy là có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây nến. Chúng ta có 2 cây nến bị tắt, chúng ta trừ bớt đi 2 thì sẽ còn lại mấy nhỉ? Còn lại 1, 2, 3, 4 đúng không? Như vậy 6 trừ 2 bằng 4 các em ạ. Đáp án C. Các em đã hiểu chưa? Thế thì nếu như không có bức tranh này thì ta sẽ thực hiện phép trừ như thế nào? Các em có thể dùng phương pháp đếm lùi hoặc là chúng ta dùng số chấm tròn đúng không? Có 6, thầy sẽ vẽ 6 chấm tròn này. Được chưa em? Bây giờ chúng ta sẽ trừ bớt đi 2, chúng ta gạch bớt đi 2 này. Thì sẽ còn lại mấy? 1, 2, 3, 4, tức là 6 này, trừ đi 2 thì sẽ bằng là 4 các em nhé. Tiếp theo, điền số tích hợp vào ô trống 5 trừ 1 bằng mấy? Đây rồi, ở đây không có hình ảnh gì cả đúng không em? Thì chúng mình có thể dùng dấu chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, có 5 đúng không? Mình trừ 1 thì mình trừ đi, gạch bỏ đi 1 dấu chấm tròn. Thì tức là 5 trừ đi 1 thì bằng 4 kem nhé. Như vậy chúng ta chọn đáp án là A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. 4 trừ đi mấy thì bằng 2. Mình cũng có thể dùng dấu chấm tròn ấy. 1, 2, 3, 4 trừ đi mấy thì còn 2. 1, 2 ở đây chúng ta gạch bớt đi 2 dấu chấm tròn. Vậy thì chúng ta có phép tính 4 trừ đi 2 thì sẽ bằng 2 đấy. Như vậy chúng ta sẽ cần điền số 2. Chúng ta chọn thay là đáp án D. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. 3 trừ mấy thì bằng là 6 trừ 5. Trước hết là 6 trừ 5 và chúng ta cùng tìm kết quả nào. 6 trừ 5 thì bằng 1. Tức là 3 trừ đi mấy thì bằng 1 nhỉ? 3 trừ đi 2. Chúng ta chọn là đáp án là B. Các em đã hiểu cách làm chưa? Đầu tiên là các em phải tìm là 6 trừ 5 bằng mấy? 6 trừ 5 bằng 1. Sau đó mình lại suy nghĩ xem là 3 trừ đi mấy thì bằng 1. 3 trừ đi 2 bằng 1. Ta cần tìm số 2 ở đây. Câu số 5. Phép tính có kết quả lớn nhất là chúng ta cùng thực hiện nhé. Thì 6 trừ 4 thì sẽ bằng 2 đấy. Thầy sẽ ghi bằng 2 vào đây. 6 trừ 6 thì bằng 0. 4 trừ 1 thì bằng 3. 2 trừ 1 thì bằng 1 đấy. Trong các kết quả là 2 này, là 0, là 3, là 1 thì kết quả bằng 3 là lớn nhất. Chúng mình chọn đáp án C các bạn. Tiếp theo thầy cho mình cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 điền số tích hợp. Chúng ta hãy tìm kết quả các phép tính này. 4 trừ 2 bằng mấy? Mình có thể quan sát dựa trên bức tranh này. Ở đây tất cả có, trong bức tranh này có tất cả là có 4 quả táo, 1, 2, 3, 4. Trừ bớt đi 2 quả táo màu đỏ thì còn lại là 2 quả táo màu xanh. Như vậy là 4 trừ 2 sẽ bằng 2 đấy. Tiếp theo là 4 trừ 3. Trên bức tranh này có tất cả là 4 quả táo này. Trừ đi 3 quả táo màu đỏ thì sẽ còn lại là 1 quả táo màu xanh. Như vậy là 4 trừ 3 bằng 1 các bạn. 4 trừ 4 có tất cả là 4 quả táo màu đỏ, lấy hết 4 quả táo màu đỏ sẽ còn lại là 0 quả táo màu đỏ, đúng không? 4 trừ 4 bằng 0 các em nhé. Thầy cho chúng mình cùng tiếp tục chuyển sang bài số 2, điền số tích hợp. Chúng ta cùng tìm kết quả các phép tính trừ. 2 trừ đi 1 thì bằng 1 các em ạ. 3 trừ đi 1 thì bằng 2. 3 trừ đi 2 thì bằng 1. 4 trừ 1 bằng 3. 4 trừ 2 bằng 2. 4 trừ 3 bằng 1. 5 trừ 1 bằng 4. 5 trừ 2 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2. 5 trừ 4 bằng 1. Phép tính tiếp theo nè. 6 trừ 1 bằng 5. 6 trừ 2 bằng 4. 6 trừ 3 bằng 3. 6 trừ 4 bằng 2. 6 trừ 5 bằng 1. Như vậy chúng ta đã xong bài 2. Tiếp theo là bài số 3. Ở bài số 3, đề bài yêu cầu chúng ta là nối. Ở đây chúng mình sẽ hiểu, đó là chúng ta sẽ nối các phép tính trừ mà có kết quả bằng nhau với nhau. Bây giờ thầy trò mình sẽ đi thực hiện các phép tính trừ này nhé. Tìm kết quả nào. 6 trừ 1 thì bằng 5, thầy sẽ ghi số 5 đây. 4 trừ 2 bằng 2. 6 trừ 3 bằng 3. 6 trừ 2 bằng 4. 5 trừ 5 bằng 0. Phép tính ở hàng dưới nào các em. 3 trừ 1 bằng 2. 5 trừ 0 bằng 5 này. 2 trừ 2 bằng 0. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ 1 bằng 3. Thế bây giờ chúng ta dễ dàng ta nối được rồi.
Phép tính 6 trừ 1 nối với phép tính là 5 trừ 0 bởi vì kết quả chúng ta đều được là 5. Phép tính 4 trừ 2 nối với phép tính là 3 trừ 1 bởi vì kết quả đều bằng 2. Phép tính 6 trừ 3 nối với phép tính là 4 trừ 1 bởi vì kết quả đều bằng 3. Phép tính 6 trừ 2 nối với phép tính là 5 trừ 1 kết quả đều bằng 4. Và đây là phép tính 5 trừ 5 nối với phép tính 2 trừ 2 bởi kết quả đều bằng 0. Chúng ta đã xong bài số 3. Tiếp theo, thầy cho mình sang bài số 4. Quan sát bức tranh và viết phép trừ thích hợp. Ở đây chúng ta cùng theo dõi này. Trong bức tranh này chúng ta nhìn thấy là có các chú chó này, có các con chim và có các quả dâu tây, đúng không em? Thế thì trước hết với con chó trước nhé, các con chó trước này. Thế thì đây có mấy nhỉ? 1, 2, 3 con chó thì tất cả là 3 con chó này. Có một con chó chạy, đúng không? Nó không nằm, nó không nằm ngủ, lại có một con chó chạy này, dậy này, đúng không? Để đuổi các chú chim này, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ trừ đi 1. Thì sẽ còn lại là mấy con chó đang nằm ngủ nhỉ? 2 con chó, đúng không? 3 trừ đi 1 thì bằng 2 nhé. Tiếp tục này, đến các quả dâu tây đi, các quả dâu tây nhé. Với các quả dâu tây thì lúc đầu tất cả là mấy quả chúng ta cùng xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có tất cả là 6 quả dâu tây. Thế thì có 2 quả dâu tây đã bị chim lấy đi rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ trừ đi 2. Thì sẽ còn lại là mấy quả dâu tây nhỉ? 1, 2, 3, 4, 6 trừ đi 2 bằng 4 đấy các em ạ. Tiếp theo, bây giờ đến các con chim này. Lúc đầu thì sẽ có 4 con chim đang ở phía dưới này, đúng không? Sau đó 4 chim bay đi thì ta sẽ có phép tính là 4 trừ đi 4 thì sẽ bằng 0 đấy các em ạ. Lúc đầu có 4 con chim ở đây, đậu ở đây, đúng không? Thì sau đó 4 con chim bay đi, 4 con chim này, đậu này, trừ 4 con chim bay đi sẽ bằng 0 các em nhé. Như vậy chúng ta đã xong bài 4 rồi. Kết thúc tiết 1 của bài tập hàng ngày 27. Thầy chúc em học tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.